sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt sách Official Store. Xin chào, chào mừng các em đã đến với phần soạn văn của trang web Việt Rách. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em soạn văn trả lời những câu hỏi trong phần nói và nghe, so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ. Cô có đề bài như sau. Câu lạc bộ văn học của trường bạn tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề những sắc điệu phong phú của thi ca. Bạn hãy chuẩn bị bài trình bày so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ để tham gia buổi tọa đàm. Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện các bước. Bước 1, chuẩn bị nói, bạn có thể sử dụng đề tài là hai tác phẩm thơ đã so sánh, đánh giá trong bài viết hoặc đề tài là hai bài thơ khác mà bạn biết. bạn so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ nhằm mục đích gì người nghe bài nói của bạn là ai bạn sẽ trình bày bài nói ở đâu và trong khoảng thời gian là bao lâu trong trường hợp đề tài bài nói cũng là đề tài bài viết bạn có thể lựa chọn các luận điểm những lý lẽ và bằng chứng trong bài viết cần nhấn mạnh khi nói nhưng ý có thể lược bỏ hoặc trình bày ngắn gọn hơn để lập giản ý cho bài nói đối chiếu dàn ý bài nói với bằng kiểm để luyện tập cách trình bày so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học thơ cho khoa học lưu ý sử dụng kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh tác giả tác phẩm sơ đồ so sánh bằng biểu để tăng tính trực quan và hấp dẫn cho bài nói lựa chọn cách mở đầu và kết thúc gây ấn tượng hấp dẫn kết hợp giọng điệu với nét mặt cử chỉ sao cho phù hợp dự kiến một số vấn đề mà người nghe có thể thắc mắc và luyện tập trả lời cho thuyết phục mạch lạc Bước 2. Trình bày bài nói Giới thiệu bài thân khái quát và nêu ra những nội dung sẽ trình bày Sử dụng cách diễn đạt phù hợp để trình bày, so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ Trình bày thuyết phục, mạch lạc, tương tác tích cực với người nghe Sau đó sẽ là bước thứ 3 Trao đổi và đánh giá Ở bước này, kem sẽ cần lắng nghe và ghi chép các câu hỏi hoặc ý kiến của người nghe trả lời ngắn gọn, rõ ràng các câu hỏi, ý kiến của người nghe. Trong vai người nói, bạn hãy tự đánh giá phần trình bày của mình. Còn trong vai người nghe, bạn hãy dùng bảng kiểm dưới đây để đánh giá. Đây sẽ là bảng kiểm để giúp các em kiểm tra lại kỹ năng so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ. Những nội dung kiểm tra: các phần mở đầu, thân bài và kết bài. Mở đầu, lời chào ban đầu và tự giới thiệu giới thiệu khái quát về hai tác phẩm thơ cần so sánh như tên tác phẩm tác giả xuất xứ hoàn cảnh sáng tác nếu khái quát nội dung cần so sánh đánh giá trong phần thân bài trình bày ý kiến so sánh điểm tương đồng của hai tác phẩm thơ trình bày ý kiến so sánh điểm khác biệt của hai tác phẩm thể hiện ý kiến đánh giá của người nói về phong cách sáng tác của hai tác phẩm thơ có lý lẽ xác đáng bằng chứng tiêu biểu lấy từ hai tác phẩm Kết bài, tóm tắt được nội dung so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ, nêu vấn đề thảo luận và mời người nghe phản hồi trao đổi. Nếu như các em đã thực hiện tốt phần nào, hãy đánh dấu vào ô đạt, còn nếu như chưa thực hiện tốt phần nào thì đánh dấu vào ô chưa đạt nhé. Ngoài ra, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra lại kỹ năng trình bày bài diễn đạt. Nội dung kiểm tra, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, đáp ứng yêu cầu của kiểu bài hay chưa? kết hợp sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày hay chưa, có tương tác tích cực với người nghe không, có phản hồi thỏa đáng những câu hỏi ý kiến của người nghe hay không. Các em hãy dựa vào bảng kiểm này để tự đánh giá lại bài thuyết trình của mình. Trên đây là phần câu hướng dẫn các em trả lời những câu hỏi trong phần so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô sẽ hẹn gặp lại các em và những phần soạn bài sau của trang web Việt Sách nhé. Hẹn gặp lại các em. Khóa học Việt Sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.